bằng lái xe giả đang lan tràn vào nước Mỹ từ Trung cộng trước cuộc bầu cử quan trọng. Các viên chức Hoa Kỳ cho biết các tài liệu giả mạo đang cung cấp cho bọn tội phạm giấy phép thực hiện nhiều hành vi phạm tội bao gồm cả khủng bố và những người trẻ tuổi thiếu thông tin cá nhân có thể là động lực rất lớn của họ. Cho đến cuối tháng 6 năm 2020, theo Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới đã thu giữ gần 19.888 bằng lái xe giả của Hoa Kỳ chỉ riêng tại sân bay O'Hare của Chicago. Các tài liệu giả khác được đưa qua 1.513 chuyến hàng, chủ yếu từ Trung Cộng và Hồng Kông, CPP thông báo trong một bản tin. Lo ngại của những ID giả sẽ ảnh hưởng đến việc gian lận cử tri được thấy trên Twitter. Rap Piccarelli, giám đốc hải cảng CPP ở Chicago cho biết, được gọi là những hàng giả hầu hết dành cho những người ở tuổi 20 là rất thiết thực theo Fox 5, những bằng lái giả mạo này có thể dẫn đến những hậu quả tai hại. Các tổ chức tội phạm sử dụng những ID giả mạo này để tránh thu hút sự chú ý đến các hoạt động bất hợp pháp của chúng. Theo mươi 34 tiểu bang đã yêu cầu chứng minh thư để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2020, trong đó 18 tiểu bang đã yêu cầu ID có hình ảnh. Vào tháng 4 năm 2020 thì CPP đã đưa ra một thông báo chỉ ra sự gia tăng của ID giả tại phi trường quốc tế Dallas-Fort Worth. Vào thời điểm đó thì các viên chức cho biết họ đã tịch thu khoảng 2.000 bằng lái giả trong 18 tháng qua. CPP ở khu vực Dallas đã hợp tác với các trường đại học địa phương để hướng dẫn cho các sinh viên về sự nguy hiểm của việc đưa thông tin cá nhân của họ lên trên mạng để lấy bằng lái giả. CPP cho biết. Giám đốc hải quan CPP Dallas Fort Worth Timothy Lamouse lưu ý rằng những người mua ID giả mạo sẽ có nguy cơ bị đánh cắp danh tính và cho biết việc tìm kiếm các bằng lái xe giả ở nước ngoài là rất nguy hiểm vì chúng ta cần phải cung cấp thông tin cá nhân của mình. Lamouse nói trong một tuyên bố, điều khiến cho người ta cảm thấy bất an nhất về những ngăn chặn này là bên cạnh số lượng mà chúng tôi đang phải trải qua, và việc rất nhiều người trẻ tự do chia sẻ thông tin cá nhân của họ với những kẻ làm giấy tờ giả ở nước ngoài. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương để hướng dẫn cho cộng đồng và bất kỳ ai có ý định mua ID giả online về những nguy cơ tiềm ẩn khi chúng ta chia sẻ thông tin cá nhân, thông tin nhận dạng của bạn với phần tử phạm tội. Dallas đã chứng kiến một làn sóng thu giữ khoảng 2.000 tài liệu giả kể từ năm 2019. Hầu hết các ID giả đều dành cho sinh viên ở tuổi đại học và một số có những hình ảnh thông thường với các tên khác nhau. CPP cho biết mã vạch trên một số bằng lái giả mạo ở Chicago đã thực sự hoạt động. Vào mùa thu năm ngoái, các viên chức CPP Kentucky đã chặn gần 3.000 bằng lái giả của Hoa Kỳ và hơn 3.000 bằng lái trống để làm giả, được chuyển tới thành phố New York, tờ New York Post đã đưa tin. Các viên chức CPP cho biết một trong những lô hàng được đóng dấu bưu điện gửi đến cho một kẻ phạm tội hiếp dâm trẻ em bị kết án ở New York, khiến cho các nhân viên tin rằng chúng có thể thu hút trẻ vị thành niên với lời hứa làm ID giả. Một số lo ngại lớn liên quan tới tài liệu nhận dạng gian lận là trộm cắp danh tính, địa điểm làm việc, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, gian lận liên quan đến tội phạm, liên quan đến nhập cư như buôn lậu người, buôn người và những tài liệu này có thể được sử dụng bởi những cá nhân liên quan tới khủng bố để giảm thiểu sự giám sát chặt chẽ từ các biện pháp kiểm tra du lịch. Thomas Mann, giám đốc hải quan Louisville cho biết